Giới thiệu với các bạn, đây là dàn âm thanh 5.1 của nhà Samsung. Model là Samsung HT-Z5150K. Đây. Dàn âm thanh này trước kia đã từng được một số siêu thị đăng bán. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã ngừng sản xuất rồi và cũng ngừng kinh doanh rồi. Samsung HT-Z5150K. Đây. Trước kia đã từng được siêu thị Điện Máy Xanh bán, nhưng mà bây giờ nó đã ngừng kinh doanh rồi, lâu rồi. Cái dàn này được sản xuất năm 2015. 2015 các bạn ha. Z có nghĩa là năm 2015 đấy các bạn. Đó, cái ký tự Z á. Cái dòng Z là sản xuất năm 2015. Dàn này thì đầu 5.1 nó có một số cái cảm ứng. Các phím ở mặt trước nè, nó cảm ứng ha các bạn ha. Đó, thú vị chỗ đó đó. Và nhiều cái dàn khác nữa, nhiều cái đầu 5.1 của cái những cái dàn khác nữa cũng có được trang bị cảm ứng, cũng rất là xịn sò. Bấm nhẹ là nó đã ăn rồi. Dòng này thì nó chơi được đĩa Blu-ray nha các bạn ha. Đó, biểu tượng là Blu-ray disc. Kiểu dáng bo tròn ở chỗ này, rất thịnh hành ở một số cái đầu 5.1 dòng Z ha, bo tròn như thế này. Và một số dòng đời cao á, chỗ này nó có cái đèn điện tử. Đó. Một số dòng đời cao nó có cái đèn chỗ này, đèn điện tử luôn. Chơi được đĩa Blu-ray, rất tuyệt ha. Và đây là cái remote zin của dàn. Đó, kiểu dáng như này. Mình nhìn tổng quát một lần ha. Các loa cây dàn này hiện tại thì còn khá là đẹp ha, khá mới luôn. Không có nhiều trầy xước đâu, ít lắm. Mình đem về là bởi vì đây là cái dàn này mình thu của nhà dân, nhà giàu người ta xài, cho nên người ta còn giữ rất là kỹ. Bởi vì để trên lầu không à, chỉ xài trên lầu thôi, ít bụi bám ha. Nó còn mới keng luôn. Mấy keng còn bóng loáng luôn ha. Rồi, đây là mình sẽ đi chi tiết ha. Ở đây thì mình nhìn nó có vẻ như là nó là ba loa ha, nhưng thực ra nó chỉ có một bass mid và một treble dom thôi. À, mũi này mũi vải nha. Còn đây chỉ là cái lỗ thông hơi thôi các bạn nha, lỗ thông hơi thôi thì nó trang trí thôi để mà tô dán thêm cái vẻ đẹp thôi, chứ nó cũng không có phải là cái loa thật đâu, chỉ là cái lỗ thông hơi thôi. Súp hơi này á thì theo mình nghĩ ha, nó hơi nhỏ, thực sự thì nó hơi nhỏ đối với mình, ý kiến cá nhân ha, nó hơi nhỏ. Thì tất nhiên là Samsung nó cũng có ý đồ của họ khi mà sản xuất cái súp hơi, cái kích cỡ nó khá là khiêm tốn. Đối với mình thì mình muốn có một cái súp hơi nó to hơn nữa. Kiểu dáng thì ok, kiểu dáng thì rất là sang trọng, đẹp. Nhưng mà mình ước gì Samsung làm cho một cái súp nó dài hơn và to hơn nữa. Và cái bát này là chỉ là bát 16 thôi. Bát 16 thôi. Mình muốn Samsung làm một cái súp bát 18 giống như một số dàn khác. Kiểu dáng như thế này nhưng mà cái bát nó to, bát 18 lận, còn cái này chỉ là bát 16 thôi, kích cỡ nó hơi nhỏ. Kiểu dáng rất đẹp ha, sang trọng. Mặt trước là đèn bóng luôn, nó có những cái lằn ở đây, cách điệu đẹp. Lo cây thì 4 cây nhiều một ha, giống nhau hết. Những cây giống nhau hết thôi. Đó, nó còn đẹp, kiểu dáng đẹp. À, mình cho coi phía sau cái đầu 5.1 nha. Đây. À, sản xuất tại Trung Quốc nha các bạn. Đây. Z ha, 5150K ha. Nó có HDMI out, ngõ optical, AUX, FM. 6 loa. À, cơ bản là như vậy ha, cơ bản là như vậy. Chứ không có nhiều cái cổng
kết nối các thiết bị ngoại vi khác. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết thông số kỹ thuật của nó ha. Các bạn có thể xem nha. Đây. Đây. Chờ mình xíu. Mở to lên nè. Rồi. Đây. Đây. Đây là thông số kỹ thuật của âm ly cũng như là các loa. Specification. Nhẹ nha. Này có một cái chín nè. Không lẽ cái đầu 5.1 này nặng có một cái chín sao ta? Rẹ nhẹ vậy. Chiều ngang là 43 cm. Chiều cao là cái này là cái gì đây? 43 mm hả? Mm hả? 43 cm. Vậy cái này là 5.5 cm. 5.5 cm. Và chiều sâu là 22.4 cm. Ở đây thì về phần âm ly á, về phần công suất á, thì các ngõ loa front, hai ngõ loa front là 165W. Các bạn lưu ý đây là cái ngõ của ngõ ra của loa nha, ngõ ra của ngõ loa của âm ly á, ngõ phát ra đó, tín hiệu đầu ra đó là ngõ front là 165, center là 170, surround 165, sub là 170. Watt. Tất cả đều là kháng trở 3 ohm hết. Rồi còn đây là về phần loa nè. Phần âm ly là khác, phần loa là khác. Cái công suất đỉnh mức đầu vào của loa là 165W dành cho loa front và surround. Và cái công suất chịu đựng maximum của nó thì ở đây nó không có ghi. Không ghi các bạn ha. Còn center là 100, center và sub là 170. Đó. Đây là cái tần số, cái dải tần số mà các loa này nó chơi được là từ 200Hz cho tới là 20.000Hz. Còn sub hơi là đánh ở dải âm siêu trầm là từ 20Hz cho tới là 200Hz. Siêu trầm và trầm. Đó. Cái sub này nặng chỉ có 3.6kg thôi. 3.6kg các bạn. Nhẹ ha. Chiều ngang là 16.8 cm đó, cho nên là rất là nhỏ, kích cỡ nhỏ. Chiều cao là 35 cm và chiều sâu là 28.5 cm đó, nó khá nhỏ. Các loa cây là 2.9kg, chưa được 3kg nữa. Center nặng 5 lạng, gần 5 lạng đó. Center đây. Nói chung là dàn này cũng không phải là dàn hầm hố gì hết á, nó chỉ được cái là cái kiểu dáng sang trọng, đẹp, trưng bày đẹp các bạn. Đó, mình thì mình kết cái kiểu loa này nhìn nó hầm hố, nhìn nó sang trọng và nó đẹp, nói chung là đẹp. Đó. Và đặc biệt là các bạn để ý nè, ở đây nó không có ghi là cái độ nhạy của loa ha, độ nhạy của loa. Thực sự thì khi mà mình nghe những cái loa này á, mình so sánh những cái loa này Samsung này và một số cái loa Samsung khác và một số loa của hãng khác thì mình cảm nhận là cái độ nhạy của cái loa này, của những cái loa này khá là cao. Ví dụ như mình đang chơi một cái cặp loa này các bạn, cũng là cái loa của đó luôn nha. Đó, mình đang chơi một cặp này. Mình ghép với cái đầu 2.1 này thì mình nghe cái tiếng rất là to cùng một cái volume nha. Nhưng mà khi ghép cái loa khác vào, loa của cái dàn khác vào hoặc là của hãng khác vào, nghe thì nó lại nhỏ hơn xíu. Nó cùng âm lượng của cùng một mức âm lượng nhưng mà chơi hai cái loại loa khác nhau thì cái âm lượng, cái độ lớn của loa nó khác nhau. Độ lớn của loa này rất to. Mình nghĩ là nó từ khoảng là từ 88 decibel trên quát trên mét chứ không ít đâu. Cho nên tiếng của cái loa này rất là to. Mặc dù là công suất volume á vặn là mức bình thường. Nhưng mà khi ghép vào cái loa hãng khác vào đồ âm ly cũng âm mức âm lượng đó nhưng mà tiếng nó nhỏ hơn, chứng tỏ là loa này độ nhạy cao hơn. Đó, nó tầm, mình nghĩ là tầm khoảng 88 decibel thì quá chứ không ít đâu. Đó, như vậy.
cho nên những cái loa này tiếng rất là to. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe một bản nhạc nha, bản nhạc vàng ha, vàng đi, tắt cái này đi, nhạc vàng. Rồi tiếng to lên nè, mình thích bài này lắm, bài Vườn Tao Ngộ, bài này rất là hay. Tiếng chép nghe rất là bén ha, sáng, tiếng chép sáng ha, chứ sao nó không có đục đâu, nó sáng. Mình đang chơi mức 19. Cái nút này á, DSPEQ là chỉnh chế độ âm thanh. Chế độ này Master Stereo. Chế độ này là chế độ bass nhiều, Rồi chế độ loud, nice. Tiếng này nghe hay nè, sắc hơn nè, bén hơn nè. À, cái này chế độ này là chế độ 2 kênh 2.1, chỉ có 2 loa front hát thôi. User EQ. Tắt lại, không còn bén nữa. Chế độ xem phim, lúc này center bắt đầu hát. Chế độ xem phim này là center là hát to nhất. Chế độ chuyên nghe nhạc. Đó, tiếng chép bắt đầu thanh hơn rất nhiều so với xem phim ha. Game đục hơn, tiếng nghe đục hơn. Master là chế độ này, chế độ này chế độ các loa đều hát nè. Master Stereo đó. Tiếng nói cùng tiếng cười, giờ tao ngủ lưu luyến bên nhau, mừng vui chưa nói được can đời. Cái này là chế độ FM, DVD, đĩa này vẫn đang đọc rất tốt, đang có đĩa bên trong luôn, đang có đĩa bên trong. Rồi play nè, play Nhung. Đĩa này đĩa Phi Nhung, đọc rất nhanh ha, đĩa đọc rất nhanh. Nè, bài tiếp theo nè. Đây. Bài số 2. Bài số 3. Xử lý nhanh ghê chưa? Bài số 4. Đó. Số 5. Rất nhanh luôn. Tuyệt vời chưa? Rất nhanh. Trở lại đây optical. Này Awit, chơi laptop, chơi nhạc từ laptop. Ok, clip của mình đến đây là hết các bạn ha.